Kinh doanh digital business thì sẽ phù hợp với ai? Đây là một cái câu hỏi mà nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn và trong đó có cả mình. Cộng đồng digital business thì gồm có hơn 150.000 thành viên, trong đó có những người đã rất thành công trong cuộc sống hoặc có những chuyên môn rất cao như bác sĩ, dược sĩ, những doanh nhân trong các lĩnh vực kinh doanh truyền thống, hay những người có cuộc sống rất êm đềm như giáo viên, giảng viên. Và ngay cả những người có cuộc sống đơn giản bình dị như mẹ bỉm sữa, thợ làm nail, thợ làm tóc cũng đã trở thành những chủ doanh nghiệp số rất thành công với thu nhập rất đáng ngưỡng mộ. Theo những tìm hiểu của mình thì lý do họ thành công đó là họ là những người tìm kiếm rất nghiêm túc một cái giải pháp kinh doanh nào đó mà giúp họ ổn định được cuộc sống và có nhiều thời gian hơn bên gia đình mà công việc hiện tại thì không cho phép. Bởi vì digital business thì sẽ cho bạn một cái hệ thống đào tạo rất là bài bản để những người chưa có kinh nghiệm hoặc chưa kinh doanh bao giờ cũng có thể có cái nhìn tổng thể và biết là cần phải làm gì. Bạn không cần phải giỏi về công nghệ thông tin cũng có thể làm được. Bạn chỉ cần biết một chút tiếng Anh để hỗ trợ. Ngoài ra thì bạn sẽ có các cái subtitle là bằng tiếng Anh và cần mỗi ngày từ 2 đến 3 tiếng để làm việc cho cái business này. Đối với những người đã kinh doanh truyền thống và thất bại như mình chẳng hạn thì mình sẽ nhìn thấy được ngay tính ưu việt của digital business. Mình không thể tìm ra được một cái mô hình nào tốt hơn so với cùng một số vốn đầu tư. Vì vậy khi mà mình thấy cơ hội này thì mình không chần chừ và mình quyết định tìm hiểu sâu hơn và sau đó là mình quyết định tham gia vào digital business. Hy vọng là các bạn cũng sẽ mạnh dạn tìm hiểu để đưa ra quyết định đúng nhất.